Xin chào quý vị, tên mình là Hannah Ái Hành Trần. Mình là khoa học gia về khoa học xét nghiệm 32 năm kinh nghiệm. Hôm nay thì cái đề tài mình nói là thể theo lời yêu cầu của một số bạn bè và những người thân thương bên ngoài kia là muốn tìm hiểu sâu về cái một tí chi tiết thêm về cái khoa học của một cái sản phẩm mà cực kỳ hot, nóng bây giờ đó là cái máy Louis Spa quý vị. Thì hôm nay mình chỉ nói về khía cạnh khoa học và tại sao đối với mình đây là một cái sản phẩm mà mình cực kỳ mê và bây giờ mình đang dùng mỗi ngày. Đây là một cái máy rửa mặt tối tân nhất thế giới theo cái sự hiểu biết của mình hiện tại quý vị nhé. Thì nói về cái máy này, nó tên là Lumi Spa. Lu là luminous, là làm sáng ra, và spa tức là nó hơn cả một cái máy rửa mặt, nó là một cái cực kỳ cao cấp, tức là cao cấp hơn là cái máy rửa mặt quý vị. Thành ra ngoài kia đó, đây là cái nếu mà nói về cái hệ thống Lumi Spa đó, thì nó gồm, nó đi chung với một cái gel. Thì nếu mà nói về khoa học của nó đó quý vị, thì cái máy này đó là nó là cái sự hòa hợp của cái khoa học của cái máy này, là khoa học về di động tế bào, vì cho ra cái kết quả gì tí nữa mình nói. Và cái khoa học thứ hai đó là khoa học ageLOC, mà quý vị nhìn thấy trên cái kem thuốc này, thì age là tuổi và lock là khóa lại tuổi. Thì bây giờ mình nói về khoa học di động của tế bào, thì công ty New Skin đó đã bỏ ra cả gần hơn 3 năm mới cho ra được cái máy này, là họ đã tìm ra từ cái khoa học di động tế bào mà kết hợp với cái tại sao gọi là khoa học di động tế bào, tức là cái máy này khi mà nó chạy đó, thì quý vị thấy rồi nhé, khi mà nó chạy thì nó có bên trong và bên ngoài, thì nó chạy đó quý vị ạ. Khi nó chạy chiều này và nó chiều này, ngược lại ha, và đồng thời nó pulse, thì ra cái tiếng Anh nó gọi là micro pulse oscillation, tại vì nó chạy chiều này và nó pulse, thì da mặt mình mỗi lần mà mình chạy á, mình được một cái treatment, tức là mình được một cái trị liệu, chứ nó không phải là chỉ là rửa mặt đơn giản. Và nhờ cái trị liệu đó, là nhờ cái sự di động của khoa học tế bào, và nó làm cho da mặt mình có hai cái máy này nó có hai chức năng khi mà nó di động như vậy quý vị. Cái di động thứ nhất á, là vì di động ngược chiều với nhau và nó pulse, tức là nó đi ra đi vô cùng một lúc, thì cái chức năng thứ nhất của nó cho mình đó là massage trên cái mặt mình. Và cái chức năng thứ hai đó, với cái lối di chuyển như vậy của cái máy đó, thì là nó làm cho cái đẩy được cái kem đi vô sâu ở trong da của mình, và do đó nó mở được, nó vô sâu trong da, và nó mở được lỗ chân lông của mình, và nó vô sâu trong da và nó làm mềm đi những chất bẩn, và nó đem chất bẩn ra ngoài quý vị nha. Thì do đó là cái tác dụng của cái khoa học mà di chuyển tế bào quý vị nha. Rồi, ngoài ra nói về cái máy này không nữa, nó có một cái mà độc nhất vô nhị trên thị trường, chưa chưa có cái công ty nào có, là cái đầu này quý vị. Cái đầu này làm bằng silicon, và silicon do đó nó rất là mềm, nó không có làm hại da như các bằng chải vô thì nó chảy da, và nó cũng chảy có một chiều, thành ra cái da đã bị chảy rồi, nó chảy có một chiều rồi, và nó làm cho chảy da. Và ngoài ra cái máy này còn được cái chất silver, tức là chất bạc, nó embed trong cái này, nó ở trong cái này, thành ra khi mà mỗi lần mình dùng mình xong á, thì cái máy này nó chống lại vi trùng, chống vi khuẩn, và không có bẩn. Thành ra nó ngược lại với những cái bàn chải mình rửa xong mình để trong nhà tắm của mình, thì nó sẽ bị vi trùng đóng, đặc biệt là nấm mô khuẩn ở trong cái nhà tắm của mình, nó ẩm ướt, nó đóng ngày qua ngày. Rồi khi mình dùng cái bàn chải chạy lên mặt, nó chạy có một chiều, nó làm rách da mặt mình. Rồi cái da mặt rách thì nó đẩy vi khuẩn, đẩy vi trùng từ trong cái bàn chải vô da mặt mình, thì chuyện gì xảy ra, cái mặt chỉ có bị mụn thôi nha. Và do đó đầu đen, mụn đầu đen, mụn đủ thứ nó xảy lên cho mình. Thì quý vị ạ, với cái này nó được chống khuẩn, tức là không có vi khuẩn, và nó chạy ngược chiều như vậy, nó không làm hư da mặt, nó không làm chảy chuội da mặt mình. Thì cái đó là cái sự khác biệt độc nhất vô nhị mà nhờ cái chất silicon của cái đầu máy. Thì mình nói xong cái máy máy này rồi, thì với cái sự di động mà ngược chiều, thì nó tạo ra cho cái nó làm nó cái chuyện gì xảy ra cho da mặt mình mà làm cho nó độc nhất vô nhị quý vị nhá. Thì tại sao nó chạy di động như vậy? Trời ơi, thì nó làm cho khác nhau là ở cái chỗ nào, khác biệt các máy khác ở chỗ nào quý vị? Là đây là một khoa học mà có chứng minh lâm sàng đàng hoàng, tức là các khoa học gia đã dùng tế bào sống của loài người và cấy ở trên cái môi trường gọi là collagen, và trong phòng xét nghiệm quý vị, và sau 7 ngày thì có kết quả là những cái tế bào đó, tìm ra được rằng đó là những cái tế bào đó, khi mà nó không, nó nằm yên, nó không di động đó,
thì cái phân tử molecule đó, phân tử của tế bào mình nó chạy ngang chạy dọc chạy xuôi chạy tùm lum tùm la hết, thì cái vì lý do nó không có di động và những tế bào không có nằm thẳng hàng á, thì cái tế bào của da của mình nó không có tác dụng gì hết, và mình cứ theo thời gian mà mình già thật là nhanh đi. Nếu nhưng mà nếu mà nhờ cái sự di động của cái này, nhờ cái sự di động của tế này, khi mà tế bào mình được di động, tế bào mình cũng cần phải exercise như con người mình vậy, với thân thể mình vậy, thì khi tế bào được di động như thế này và như thế này thì nó sẽ được exercise, tức là những cái tế bào và những cái phân tử của trong tế bào mình nó sắp hàng thẳng, nó không có chạy xéo chạy dọc tùm lum la mà nó sắp hàng thẳng vậy. Và khi cái hiện tượng nó xảy ra đó thì tế bào mình một cách tự nhiên sản xuất ra bốn cái loại protein, là bốn cái loại protein đó là cơ cấu và là cấu trúc cho tế bào của da quý vị. Thành ra đó là cái sự độc đáo của cái máy Lumispot, nhờ cái sự di động của tế bào. Thành ra cái sự di động nó có ý nghĩa chứ không phải tự nhiên nó di động như vậy quý vị nha. Thì do đó mình rất là mê công ty, mê các khoa học gia của New Skin là vì vậy. Và khi mà tế bào được thẳng tắp do cái sự di động mà vi phân đó, gọi là micropore oscillation đó, thì tế bào của da nó tự sản xuất ra bốn cái protein, tức là bốn chất đạm, bốn chất đạm mà là cấu trúc của da của mình. Chất đạm thứ nhất là TGF beta đó quý vị, thì nó là regulator, tức là nó là cái chất mà điều khiển cho ra các cái chất đạm mà của da, gồm có elastin ha. Quý vị nào biết tí tí xíu về khoa học thì quý vị biết rồi, elastin cực kỳ quan trọng cho da, và collagen, ok, và proteoglycan. Thì ba cái này là cấu tạo của tế bào da của mình, và do đó nó làm cho da mình mới ra và trẻ ra. Rồi cái protein chất đạm thứ hai mà khi mà di động tế bào, khoa học di động tế bào nó cho ra là collagen number one, thì nó là cái cấu trúc chính của chất đạm và cấu trúc chính trong cái màng tế bào của da quý vị nhá. Và nó nhờ như vậy nó là cái màng á, nó giữ lại cho cái độ ẩm, cái chất đạm này nó giúp cho da giữ lại, tái tạo ra cái độ ẩm, cái mật mật ẩm mật độ ẩm cho da. Và da mình cần cần phải được ẩm, lúc nào cũng phải ẩm, tại vì nếu mà da cứ bị khô đi đó thì da nó sẽ nhăn lại, phải không quý vị? Thành ra do đó cái chất collagen one nó giúp cho giữ lại, tăng cái mật độ ẩm cho da, và nhờ như vậy da mình được trẻ ra lâu hơn quý vị nhá. Và cái chất thứ hai, chất còn lại đó là decorin và biglycan, chất đạm của da đó, thì công dụng của nó là giữ lại cho mình. Hồi nãy cái collagen là nó tái tạo mật độ ẩm cho mình và làm cho da mình trẻ ra cái collagen. Còn cái hai cái chất sau cùng đó là decorin và biglycan đó quý vị, thì công dụng của nó là retaining moisture, tức là nó giữ cái độ ẩm đã được tái tạo cho da mình rồi, nó giữ lại, nó bảo vệ, nó không cho cái độ ẩm mất đi, và lý do đó mà da mình nó không có bị nhăn lại nha quý vị. Thành ra nó là cái chất mà giúp cho hỗ trợ cho cái sự cái màng bên ngoài của tế bào da, tức là cái extracellular matrix, tức là cái màng mà bên ngoài của cái màng da bên ngoài được maintain cái moisture, tức là giữ lại cái độ ẩm và bảo vệ cho cái độ cái da không có bị khô, dù mình đi ra những cái môi trường như là bên Mỹ bây giờ là mùa đông là lạnh, mà cái da mình cũng sẽ được bảo vệ, không có bị mất nước một cách dễ dàng nếu mình không dùng cái, mình không tập thể dục bằng cái, cho cái da mặt, tế bào của da mặt mình bằng cái dao động vi vi khuẩn, tức là micropore oscillation. Mình cố cố dịch qua tiếng Việt thành ra mình hơi nói ngọc, quý vị chịu khó nhá, hơi nói chậm lại tí. Rồi, và cái khoa học thứ hai của cái bộ Lumi Spa là cái này. Cái này là ageLOC, nếu quý vị nhìn bất kỳ sản phẩm nào có chữ ageLOC ở trên đó, ý là tuổi, lock là khóa lại tuổi tác, có nghĩa là quý vị nên nghĩ tới cái từ epigenetic, tức là nhờ khoa học ageLOC là dựa vào khoa học biểu hiện gen, và nó và thành phần của trong cái kem này á, nó là từ năm loại hoa, và nhờ nhờ từ năm loại hoa này và công nghệ ageLOC mà nó cho ra mình gì. Khi mà nói tới chữ ageLOC quý vị luôn luôn liên tưởng đến ba chữ là revive, renew, revive, no, reset, revive và renew. Tức là reset là tái thiết lại, revive làm sống lại, và renew là làm mới lại tế bào mình. Và do đó khi mình dùng lâu dài thì cái da mình tự nhiên trẻ ra, phải không quý vị? Thì cái kem này là công nghệ ageLOC là vì như vậy. Và nó từ các cái thành phần, và công ty mình nó khi mà nói công nghệ ageLOC, công ty đã tìm ra được những cái thành phần mà nó giúp cho divorce thẳng vô cái gene của mình,
và nó tái thiết lại, là mới lại và làm sống lại cái gene của mình. Do đó mình dùng càng lâu thì nó hỗ trợ cho mình giữ cho cái tuổi trẻ của mình lâu hơn, là như vậy quý vị ha. Và từ cái sự kết hợp giữa công nghệ di động của tế bào micropore oscillation và khoa học di động của tế bào, và nó giúp cho tế bào da của mình được tập thể dục mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 phút, và hòa hợp với cái công nghệ AgeLOC từ những thành phần, 5 cái loại hoa là thành phần chính mình thấy đó, ở trong này. Thì 5 cái loại hoa đó là gì nhá? Mình có cái hình ở đây thì nhân tiện quý vị ở đây thì mình cho coi luôn chứ không có gì hết. Nếu mà quý vị nào chưa có hình đó thì quý vị cứ nói là mình nói 5 loại hoa thì mình cho mình coi 5 loại hoa đó, mình cũng có những cái hình đây cho mình quý vị coi nha. Thì khi mình thấy cái hình này mình rất là mê. Đây là 5 cái loại hoa này nha quý vị nhá, 1, 2, 4, 5 nhá. Và từ 5 cái loại hoa thành phần của cái sản phẩm cái kem á, là cái thành cái loại hoa thứ nhất nó là sửa chữa các tế bào cho da, chống da bị các tế bào mà đã bị tổn thương, nó sửa chữa được quý vị hả. Và cái loại thứ hai đó là Porphyra umbilicans, thì là nó là một cái kho báu từ biển sâu và nó tăng khả năng miễn dịch cho da và chống lão hóa cho da. Và cái thành thứ ba đó là Narcissus digesta, thì nó giải độc tế bào và nó trẻ hóa làn da quý vị. Và cái thành phần thứ tư đó, thành phần thứ tư mình cho con chó mình ăn, thành phần thứ tư đó là silver maranium, thì nó là từ một cái loại xít, từ cái loại loại này, và nó có công dụng là tái tạo da và chống lão hóa. Và cái thành phần thứ năm đó quý vị là rhododendron, và thì nó có tác dụng là tăng cường sức sống của da và khả năng phục hồi cho tế bào da và làm cho da được rỡ ra. Thì đó là cái thành phần của cái kem này nhá, mà nó giúp cho mình da mình tạo ra được 7 cái lợi ích, là làm sạch sâu. Và tại vì sao? Tại vì cái di động nó mở cái lỗ chân lông ra và nó đi vô, nó làm mềm chất bẩn và kéo ra, và do đó nó siêu sạch sạch sâu luôn quý vị ha. Và khi mà cái chất bẩn đi ra hết thì lỗ chân lông tự nhiên khép lại, và đã có những cái minh chứng lâm sàng đó là sau 12 tuần đó thì cái mặt của cái người ta nó có thể mịn màng. Khi mà lỗ chân lông khép lại thì đưa ra cái lợi ích thứ ba là cái da mình nó được mịn như là cái da của em bé quý vị nhé. Và cái lợi ích thứ tư đó, nó làm da rạng rỡ ra, là như cái chất hoa để mình cho các bạn thấy, nó làm sáng mình rạng ra, sáng ra mình hơn mỗi ngày. Và cái chất cái lợi ích thứ năm đó, là tái tạo cho da, là đúng rồi, là tại vì nó là công nghệ AgeLOC, và như quý vị thấy cái di động của cái vi phân đó, nó làm cho da sản xuất ra 4 cái protein đó. Do đó cái 4 cái chất đạm đó là thành phần cấu trúc của tế bào da mà quý vị, thành nó tái tạo cho da mình có mới ra, được thêm tế bào mới ra, và do đó da mình nó được đưa đến cái lợi ích thứ bảy. Thứ sáu là tăng sức sống cho da, tăng chức năng cho da, và do đó cái chất chất đạm nó là thành phần của da, và do đó nó cho ra cái lợi ích thứ bảy đó là làm săn chắc cho da của mình. Thì cái bài này, đây là khoa học của da của máy Lumispa, nó chỉ có vậy thôi quý vị. Và cũng có một vài quý vị cứ hay hỏi mình là con không dùng kem, chỉ dùng cái máy với họ cái gì mà có sẵn trong nhà có được hay không? Câu trả lời là không. Thì hồi nãy giờ mình nói quý vị hiểu rồi, đây là AgeLOC Technology, nó đi vào trong di thể của mình, cái gen của mình, và nó làm cho tế bào mình tái thiết lại, làm mới lại và làm sống lại, và làm mới lại tế bào mình nhá. Thì cái này là khoa học của sự di động tế bào, tức là nó mỗi lần mình dùng là cái da mặt mình được exercise quý vị nha. Ok, thì cái bài của mình nói chuyện hôm nay là được chấm dứt. Thân chào và have a good day. Bye bye.